không phải đi mà về văn là nhà san này. Ờ nói chứ nữa. Đấy. Những cái gù thích trời. Những cái này có gì? Những cái này về văn nhà san thì giá là trời có đó, thành tạp đó này. Ôi những cái gì chọc mày chứ mày cho mày đi nhảy cái gì luôn rồi cho mày đi mua đây mang đi quý vị mua có bom đơn thôi rồi là lên đi lên đi 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 có nói là một phong cảnh rất là tuyệt vời. Ôi, rất là đẹp luôn này. Đây là một đèo cao thật là lý tưởng để chúng ta quan sát tất cả thành phố Đà Nẵng thời hệ lúa. Ta đây này chứ ta đi cặp treo đấy chứ hẳn là cái đỉnh núi chi, đỉnh núi chi mà phải đi phá cái chi chứ đâu. Anh đi bồ thế chứ đấy. Cái bồ mày ngay ấy nhỉ. Bồ khó thở. Đau đầu. Choáng tai. U tai. Rừng tai u luôn á. Rừng kiểu tai u luôn. Không có kính chiếu lực này đi mình đi thôi. Tai u luôn ạ. Con cáo rồi, con chi rồi.